Từ đầu năm đến nay, huyện Ân Thi đã xử phạt 113 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là người dân không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, hoặc cơ sở kinh doanh có hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ, vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, có một trường hợp tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, di chuyển từ thôn Lưu Xá đang thực hiện phong tỏa sang thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu. Đối với vi phạm trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã ra quyết định xử phạt với số tiền 7 triệu 500 nghìn đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lễ đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp là người dân đang sinh sống tại thôn 4, xã Hạ Lễ, có hành vi xâm nhập vào thôn 3, khu vực đang thực hiện phong tỏa.